Chị Thơ Nguyễn mến chào tất cả các em. Hôm nay chị sẽ dẫn các em đi phát quần áo. Đây là số quần áo do các bạn thành viên kênh Thơ Nguyễn đã gửi cho chị. Hàng tháng chị đều mang sữa đi tặng những bạn nhỏ ở những vùng khó khăn, nhưng chị ít khi quay chụp lại. Hôm nay chị quay lại là vì có đồ của các em. Chị muốn các em thấy hành động của các em có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Mặc dù chị đến đúng giờ, nhưng mọi người đã tập trung rất đông từ sớm. Chắc là mọi người háo hức lắm đây. Theo như chị biết, ngoài chị ra, lâu lâu vẫn có một số mạnh thường quân tới tặng đồ cho các bạn. Đồ đẹp các bạn sẽ dành mặc trong những dịp đặc biệt. Hôm nay là mùng 1 tháng 6, các bạn mặc tới đây để nhận quà. Các em thấy đó, các bạn rất quý đồ của chúng ta tặng. Các bạn nhỏ ở đây thì hầu như là không biết chị, bởi vì các bạn ấy khá là khó khăn, không có điện thoại thông minh hoặc là tivi thông minh đâu. Các bạn ấy trông cũng khá là lam lũ tội nghiệp đúng không các em? Có nhiều bạn thì còn nhỏ xíu mà phải cõng em đến đây để nhận sữa nữa. Lúc đầu á thì chị định tặng nguyên một thùng, nhưng mà các chú ở xã nói là phải chia ra cho được nhiều người. Chị không ngờ rằng ở đây lại có nhiều người đến như thế, nhiều người khó khăn á. Tại vì bình thường khi mà chị ở trên thành phố thì chị thấy rằng mọi người không khó khăn lắm. Hầu như là trẻ em nào thì cũng có sữa để uống hết. Em lại còn được phát biểu nữa. Em chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6. Thì em xin gửi lời chúc đến tất cả các bé. Chúc các bé có một ngày mùng 1 tháng 6 vui vẻ và một tuổi thơ hạnh phúc. Ở đây thì em không có nhiều phần quà, nhưng mà em hy vọng rằng những cái phần này thì các bé sẽ rất là thích, bởi vì sữa Lotte rất là ngon ạ. Em cảm ơn các cán bộ ủy ban cũng như là cán bộ của buôn đã tổ chức cho em một buổi như thế này. Thì em rất là biết ơn mọi người ạ. Cuối năm các bạn được nhận giấy khen, chị cũng được nhận giấy khen nè. Giờ thì phát sữa cho mọi người thôi, để mọi người không chờ đợi lâu. Đây là những trường hợp địa phương thấy khó khăn đã lên danh sách và chị tặng theo để đảm bảo công bằng. Chị tin rằng những thứ nhỏ bé này sẽ tạo ra niềm vui lớn lao cho các bé. Có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Cảm ơn các bạn nhỏ nơi đây đã cho chị cảm thấy mình thật là một người có ích cho xã hội. Chị mong rằng các bạn nhỏ ở đây sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để vượt qua khó khăn, sau này sẽ giúp đỡ những người khác. Còn chị thì sẽ chăm lo lao động để kiếm được nhiều tiền hơn và giúp đỡ được nhiều bạn hơn nữa. Sau khi nhận sữa xong thì các bạn sẽ đi lựa đồ. Mọi người ở đây có một hành động rất đẹp là không tham lam, chỉ lấy đồ có thể dùng được thôi. Các em có thấy đồ của các em chưa? Chị thì đã thấp thoáng thấy đồ của chị và anh Tiểu Bảo Bảo rồi đó. Mà phải công nhận là đồ của các bạn sau khi giặt, ủi, gấp thì nó còn rất mới. Mọi người rất thích luôn. Mọi người ở đây thì rất là thích quần áo của các bạn gửi tặng, cho nên nếu như mà bạn nào có quần áo cũ không có dùng tới mà còn có thể dùng được thì các em có thể gửi đến cho chị, để chị có thể đem đến các buôn làng để tặng cho mọi người nhé. Có những bé mãi ôm sữa mà không lựa được quần áo, vì bỏ sữa ra thì sợ mất. Cũng có những bạn lựa được khá nhiều đồ rồi nè. Thấy vậy chị hạnh phúc lắm luôn. Chắc là các em cũng cảm thấy giống như chị đúng không? Trời ơi, nó quá là đẹp luôn á. Mang về mặc nha. Trời ơi, xinh quá trời xinh mà. Để xem nào. Trời ơi, cái này cũng xinh quá trời xinh luôn. Còn có hình của Elsa đây nữa nè. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Lấy cái này nha. Ok. Chị dù lớn rồi nhưng mà vẫn rất là thích giấy khen. Năm học vừa rồi các em có được giấy khen không? Nếu như có thì chị chúc mừng các em. Còn nếu như không thì đừng buồn, chúng ta sẽ cố gắng trong năm sau. Chị biết rằng ở ngoài kia còn nhiều trường hợp khó khăn hơn nữa. Chị không thể giúp hết được những bạn đó. Nhưng mà chị tin sau này các bạn thành viên kênh Thơ Nguyễn lớn lên sẽ làm được nhiều hơn chị. Lúc đó chị sẽ rất tự hào vì các em. Nếu mà bạn nào đang cảm thấy chán nản vì không được như ý thì các em hãy lạc quan lên nhé. Khi mà các em còn có thời gian, có điện thoại, có tivi để xem những clip của chị, chứng tỏ các em đã có một cuộc sống tốt hơn nhiều bạn ở ngoài kia đang không có cơm ăn áo mặc đó. Ngoài chương trình tặng sữa hàng tháng, chị còn nhận hỗ trợ một số gia đình khó khăn cũng theo hàng tháng luôn. Và hôm nay chị sẽ dẫn các em đi thăm một gia đình trong số đó nhé. Đây là một gia đình cực kỳ khó khăn, có mẹ mất, bố bệnh nặng và có 5 bạn nhỏ. Nghe nói căn nhà này cũng là căn nhà tình thương được các mạnh thường quân làm cho đấy. Chị thì không giúp được nhiều, chỉ gửi thêm tiền gạo mỗi tháng thôi, do chị vẫn còn thêm một vài gia đình khó khăn khác cần hỗ trợ mà. Vậy là kết thúc một chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa tại xã Đắc Sắc. Cảm ơn các cô chú lãnh đạo đã tạo điều kiện cho chị chia sẻ yêu thương. Giờ thì chị phải về tặng quà mùng 1 tháng 6 cho các bạn nhỏ ở trong lớp học của chị đây. Tổ chức ra để dạy học miễn phí, bây giờ phá sản như cái shop của chị rồi đúng không? Nhưng mà thực ra không phải nhé, nó vẫn còn hoạt động bình thường. Thậm chí có rất là nhiều các bạn trẻ mới đã đăng ký học lớp học của chị luôn á. Lớp học này thì có kiếm tiền nhưng mà phá sản được. Lớp học này lớp học miễn phí mà. Cũng có thể phá sản. Vẫn phá sản được hả? Phá sản khi mà chị nghèo quá, chị không còn tiền để thuê cô giáo với lại tổ chức cho các bạn học nữa. Tại vì các bạn học nha, tới đây là được học cô giáo miễn phí này, xong rồi còn được ăn hàng nữa. Có thế à? Cuối năm còn được liên hoan, đầu năm còn được tặng sách vở cặp này nọ để đi học nữa. Xong rồi còn được mua tượng cho để tô nữa này. Bữa trước á là chị bảo cô giáo mới tổ chức những cái cuộc thi vẽ tranh cho các bạn. Nhưng mà chị thấy rằng là năm nay thi vẽ tranh giống như năm ngoái thì sẽ không vui lắm, nên là chị đã mua ở đây 200 bức tượng về để cho các bạn ấy thi tô tượng. Thế mấy bạn ấy đâu? Các bạn ấy hôm nay được nghỉ hè, chị cho nghỉ hè một tuần. Đã vậy, thế hôm nay thì chị Thơ sẽ phải thay mặt các bạn ấy để tô à? Không, lại còn tô tượng mà cũng còn thay mặt nữa, có nghĩa là em trưng ra đây thôi. Để hôm sau khi mà các bạn ấy đến lớp, các bạn mở ra các bạn wow, nhiều tượng quá. Như vậy đang cả thúi. Thế là sao? Còn cả tranh cát nữa. Đã vậy. Ở đây thì chị cũng đã chuẩn bị khoảng 100 cái tranh cát. Đây, để cho các bạn ấy tô cho nó thỏa thích đó. Chị cũng rất là thích chơi tranh cát luôn.